Zota xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuỗi video tiếp theo của hệ thống nha khoa Zota. Thì hôm nay tôi xin chia sẻ cho bạn một ca, đó chính là tình trạng của một bà. Khi mà bà mà cao tuổi rồi ấy, thì bà có tình trạng là bị mất răng mà bị cụt hết răng này, các bạn nhìn thấy đây. Đấy. Trong quá khứ là không biết là bà ăn uống thế nào, nhưng mà khi mà về tuổi già ấy thì ông bà của chúng ta hay bị những tình trạng như này, như kiểu là bị vỡ hết răng, cụt hết răng, rồi răng mất này. Đấy. Các bạn nhìn thấy chưa? Mất rất nhiều răng này. Còn đây, hàm trên đây. Hàm trên thì tôi đã làm thẩm mỹ từ năm ngoái nhé. Thì năm nay bà lại làm tiếp hàm dưới, các bạn nhìn thấy chưa? Cụt hết răng. Thì qua video này tôi kêu gọi là nha khoa Zota là chuyên gia chăm sóc sức khỏe răng miệng. Thì khi mà các bạn đang có vấn đề gì từ lúc mà còn bé, ví dụ như răng sâu nhỏ, mình đi hàn luôn thì sẽ không bao giờ sợ bị vào tủy hay là bị cụt răng như thế này các bạn ạ. Đấy, sâu nhỏ đi hàn luôn thì không bao giờ sợ bị cụt răng hay vỡ răng, được chưa? Còn đâu đây, đây là hàm dưới này. Hàm dưới thì những cái răng này thì của bà là bị vào tủy hết, các bạn nhìn thấy chưa? Và tôi đã phải xử lý lại này. Tôi đã phải xử lý lại để tí nữa chuẩn bị lắp răng cho bà. Đấy. Thì coi video này tôi kêu gọi là ai mà đang vẫn còn bố mẹ ấy, hay là còn ông bà ấy, thì nên kiểm tra tình trạng sức khỏe răng miệng của ông bà bố mẹ mình, để xem ông bà bố mẹ mình có bị những vấn đề như này không. Vì người già mà không ăn được thì sức khỏe đi xuống nhanh lắm. Cho nên là chúng ta hãy báo hiếu khi còn có thể. Đấy. Thì cảm ơn các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở chuỗi video tiếp theo. Chúng ta xin chào.